công nhận 64 xe tăng T-90S, T-90SK Nga đúng hạn. Quý vị thân mến, bất chấp những khó khăn từ lệnh trừng phạt mới của Mỹ, Nga cam kết sẽ bàn giao 64 xe tăng T-90SK cho Việt Nam theo đúng thời hạn hợp đồng. Vừa qua, ông Mikhail Petukhov, Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự, nói với các phương tiện truyền thông rằng Nga cam kết sẽ bàn giao cho Việt Nam lô xe tăng T-90S, T-90SK theo đúng các điều kiện thỏa thuận trong hợp đồng đã ký. Ông Petukhov hiện đang dẫn đầu phái đoàn Nga tại triển lãm hàng không quốc tế tại Singapore. Phát biểu trong khuôn khổ cuộc triển lãm, vị quan chức Nga nhấn mạnh việc cung cấp lô xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Nga là T-90S, T-90SK cho Việt Nam dự kiến sẽ được thực hiện theo đúng điều khoản ghi trong hợp đồng. Tại cuộc triển lãm quốc phòng và an ninh ở Thái Lan hồi tháng 11 năm ngoái, chính ông Mikhail Petukhov đã nói rằng hợp đồng cung cấp xe tăng đã được ký kết và Nga đã bắt đầu giao lô hàng xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S và phiên bản xe tăng chỉ huy T-90SK theo hợp đồng cho Việt Nam. Theo vị quan chức cấp cao của ngành công nghiệp quốc phòng, Việt Nam là một trong những đối tác chính của Nga trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự, đặc biệt là về hải quân và phòng không không quân, và bây giờ sẽ đến các trang thiết bị lục quân. Trước đó, trong bản báo cáo thường niên được công bố cuối năm 2016, nhà sản xuất xe tăng thiết giáp nổi tiếng của Nga là Uralvagonzavod cho biết rằng, theo thời gian ấn định trong hợp đồng, vào năm 2017, nhà máy này phải bắt đầu quá trình bàn giao trang bị cho khách hàng mang mã số 704, theo phân loại quốc gia của Nga, mã 704 tức là Việt Nam, về việc cung cấp 64 xe tăng T-90S, T-90SK. Cũng liên quan đến vấn đề này, trong khi bình luận về sự ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với ngành công nghiệp quốc phòng Nga tới các hợp đồng cung cấp vũ khí mà Moscow đã ký với các đối tác, thượng nghị sĩ Viktor Orbanov, nguyên chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Hội đồng Liên bang Nga tuyên bố rằng những biện pháp trừng phạt của Washington sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch cung cấp vũ khí của Nga cho các đối tác nước ngoài, bao gồm cả lô 64 xe tăng T-90 cung cấp cho Việt Nam. Nếu các tuyên bố của Nga là đúng, thì Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ lần đầu tiên sở hữu một loại xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ 3, đồng thời là loại xe tăng tiên tiến nhất của Nga hiện nay thuộc dòng T-90. Xe tăng T-90S của Nga có nhiều điểm ưu việt khi so sánh với M1 Abrams của Mỹ như trọng lượng nhẹ hơn 10 tấn, độ linh hoạt cao, trong đó đáng kể nhất là khả năng phòng vệ thụ động và chủ động của chiếc xe tăng Nga là rất tốt, thể hiện rõ ràng trên chiến trường Syria trong sự đối đầu với các tên lửa chống tăng có và không điều khiển của phương Tây, Trung Quốc và cả của Nga. T-90 có những đặc điểm ưu việt nổi bật như sau. Thứ nhất là do trọng lượng nhẹ hơn tăng M1 Abrams của Mỹ tới 10 tấn, T-90 của Nga duy trì được hiệu suất tốc độ cao, độ linh hoạt tốt của động cơ V-92S2 công suất 950 mã lực, khiến nó có thể phù hợp với mọi loại địa hình đồi núi, đồng bằng, các loại đường quốc lộ, đường dã chiến, các loại cầu cống có sức chịu tải thấp. Thứ hai, xe tăng của Nga dễ sử dụng, sửa chữa và bảo dưỡng thuận tiện và đơn giản, đồng thời lại có độ bền cao, phù hợp với thời tiết nhiệt đới gió mùa và điều kiện thổ nhưỡng khu vực Đông Nam Á, trong khi giá thành chỉ bằng gần nửa các loại xe tăng đồng hạng của Mỹ và châu Âu. Thứ ba là khả năng phòng tránh đòn tấn công của tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM rất hiệu quả, nhờ hệ thống phòng vệ thụ động gồm giáp phức hợp Composite và một lớp giáp phản ứng độ ERA. Hệ thống phòng thủ chủ động là hệ thống đối kháng điện tử TSHU 17 Stora 1, có tác dụng làm nhiễu quá trình điều khiển đường ngắm bắn tự động của hệ thống định hướng lắp trên ATGM, gây nhiễu máy dò laser và thiết bị chỉ thị mục tiêu của kẻ địch thông qua các cảm biến, đèn nhiễu OTSHU-17 và 12 ống phóng đạn khói ngụy trang. Và cuối cùng, khả năng phóng được tên lửa chống tăng có điều khiển AT-11 Sniper qua nòng để tiêu diệt đối phương từ cự ly xa tới 5.000m, mục tiêu bao gồm cả xe tăng mang giáp phản ứng nổ lẫn trực thăng bay thấp. Đây là điều mà các xe tăng phương Tây không thể so bì được với T-90S của Nga. Cách đánh mới của S-300 Việt Nam. Theo báo Phòng không, trước tầm quan trọng của tên lửa phòng không S-300PMU-1 với đối tượng tác chiến mới, cùng với các tham luận trực tiếp tại hội thảo, ban tổ chức đã nhận được hơn 30 các bài tham luận của các tướng lĩnh, các nhà khoa học trong và ngoài quân chủng gửi đến. Hội thảo đã phân tích khái quát một số vấn đề khả năng tác chiến của lực lượng tên lửa phòng không S-300PMU-1 đối phó với đối tượng tác chiến mới, nghiên cứu bố trí lực lượng, đội hình chiến đấu, vận dụng hình thức chiến thuật, phương pháp chiến đấu, xây dựng cách đánh của tên lửa phòng không S-300PMU-1 với đối tượng tác chiến mới. Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Quang Tuyến, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân cho biết, để giành thắng lợi trước đối tượng có tiềm lực mạnh hơn, đòi hỏi phải nghiên cứu giải quyết nhiều vấn đề về nghệ thuật tác chiến nói chung, nghệ thuật tác chiến phòng không nói riêng, trong đó nghiên cứu sử dụng lực lượng tên lửa phòng không S-300PMU-1 đúng thời cơ, đúng đối tượng tác chiến, nhằm khai thác hết tính năng kỹ chiến thuật và khả năng tác chiến, tập trung đánh địch trên hướng chủ yếu, đối tượng chủ yếu vào thời điểm quyết định, góp phần đáng kể đánh bại tiến công hỏa lực đường không của địch, bảo vệ vững chắc mục tiêu được giao. Cũng theo báo Phòng không, không chỉ nghiên cứu cách đánh mới, hiện nay Việt Nam cũng đã tự chủ sửa chữa nâng cấp mắt thần 36D6 của hệ thống S-300PMU-1. Công việc này do nhà máy A29 Cục Kỹ thuật thực hiện. Để có thể hoàn thành sửa chữa và nâng cấp 36D6, nhà máy đã được trên đầu tư một số trang thiết bị sửa chữa khí tài thế hệ mới như thiết bị kiểm tra chẩn đoán hỏng hóc Vector M16, trạm bảo dưỡng kỹ thuật radar 36D6MTO, các phương tiện đo kiểm soát các tham số của khí tài mới. Nhờ có những thiết bị này mà từ năm 2014 đến nay, nhà máy đã kiểm tra, sửa chữa được 19 mô đun của khí tài tên lửa S-300PMU-1, radar KASTA 2E2 và đặc biệt là 7 mô đun của hệ thống radar tối tân 36D6. Bắt đầu từ cuối năm 2016, nhà máy tiếp nhận và đi vào khai thác thiết bị chẩn đoán hỏng hóc bo mạng điện tử ATK của Belarus. Thiết bị này sẽ góp phần nâng cao năng lực kiểm tra sửa chữa các mô đun của khí tài công nghệ mới. Theo giới thiệu của nhà sản xuất, 36D6 là một trong những hệ thống radar cảnh giới giám sát không phận hiện đại nhất hiện nay. Nó được thiết kế để sử dụng như một phần của hệ thống phòng không tích hợp. Đài làm nhiệm vụ phát hiện các mục tiêu có diện tích phản hồi radar nhỏ, bay ở độ cao thấp và rất thấp trong môi trường nhiễu chủ động và nhiễu bị động. Đài 36D6 có thể hoạt động một cách độc lập trong vai trò giám sát không phận, phát hiện địch ta, các mục tiêu bay thấp và rất thấp. Đặc biệt, đài radar 36D6 có khả năng cung cấp tham số về mục tiêu cho các hệ thống tên lửa phòng không, hỗ trợ dẫn đường cho tên lửa. Nó có thể hoạt động với vai trò là hệ thống trinh sát và nhắm mục tiêu cho tên lửa phòng không S-300PMU-1-2. Ưu điểm của đài 36D6 là có khả năng kháng nhiễu chủ động và nhiễu bị động rất cao. Mục tiêu được xử lý qua thiết bị xử lý dữ liệu thô, cho phép loại bỏ các mục tiêu giả trong môi trường lộn xộn. Tiếp đến, bộ vi xử lý kỹ thuật số sẽ cho phép phát hiện mục tiêu một cách chính xác với đầy đủ 3 tham số. Radar có thể xử lý 120 mục tiêu cùng lúc, trong đó có 30 đến 60 mục tiêu được xử lý trong chế độ tự động. Các dữ liệu về mục tiêu được hiển thị trên màn hình dưới dạng ký tự số, tạo thuận lợi cho ekip vận hành trong việc đọc dữ liệu về mục tiêu. Đài 36D6 có thể được điều khiển từ xa trong quá trình hoạt động. Một hệ thống kiểm tra tích hợp sẽ cho phép phát hiện và loại bỏ các lỗi kỹ thuật của hệ thống. Thép làm nòng súng tiểu liên và đại liên. Quý vị và các bạn thân mến, trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, cùng với nhiệm vụ phát triển về kinh tế, chúng ta phải xây dựng một tiềm lực quốc phòng mạnh mẽ để bảo vệ đất nước. Đồng thời, chúng ta cần xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng, tạo đà cho nền công nghiệp quốc phòng đủ mạnh để thực hiện các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và quân đội giao cho, trong đó có nhiệm vụ chủ động, đảm bảo được các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật cần thiết để bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, không thể không nhắc tới nhiệm vụ làm chủ công nghệ chế tạo, sản xuất ra các vật liệu cần thiết trong sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật. Hiện tại, công nghiệp quốc phòng đã tự nghiên cứu, thiết kế và chế tạo nhiều loại vũ khí. Tuy vậy, vật liệu cho chế tạo đều phải nhập khẩu từ nước ngoài. Việc nhập khẩu các loại phôi thép cho chế tạo vũ khí và trang bị quân sự không phải lúc nào cũng đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt và khả năng kinh phí cho phép. Đặc biệt, chủng loại thì nhiều nhưng số lượng mỗi loại lại không nhiều. Và trong những trường hợp khách quan, chúng ta còn bị ảnh hưởng từ tình hình chính trị ở các nước. Do đó, cần thiết phải nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu thép đặc biệt phục vụ trong quốc phòng, trong sửa chữa và nghiên cứu sản xuất vũ khí, trang bị quân sự. Mà cơ bản nhất là đối với các loại vũ khí chúng ta đang sản xuất, các loại vũ khí cá nhân, súng tiểu liên, súng đại liên, súng 12 ly 7, súng chống tăng B41M hay FPG9 v.v. Đề tài nghiên cứu công nghệ chế tạo thép làm nòng súng tiểu liên AKM và súng đại liên PKMS thuộc chương trình KCNQ06 cũng góp phần trong thực hiện nhiệm vụ chủ động chế tạo thép đặc biệt trong chế tạo vũ khí nói chung và chế tạo súng bộ binh nói riêng. bởi vì cái yêu cầu của cái nòng súng là yêu cầu rất là cao. Cái điều kiện hoạt động của nòng súng nó rất là khắc nghiệt trong cái điều kiện mà cái bắn chịu áp suất, chịu nhiệt độ rất là cao, chịu cái độ mài mòn, chịu độ xoáy. Do vậy cái độ bền của cái nòng súng nó phải yêu cầu rất là tốt. Rồi khi xây dựng cái quá trình, khi xây dựng cái tiến trình công nghệ để chế tạo sản phẩm thì chúng tôi đã phải tìm hiểu các nghiên cứu các cái tài liệu và cũng như khảo sát bản mẫu để xây dựng ra cái tiến trình. Tiến trình nó bắt đầu từ chế tạo ra cái sản phẩm từ cái thép nguyên liệu sạch, sau đó thì đưa ra qua nấu luyện qua lò cảm ứng plasma để chế tạo ra cái điện cực tan. Đó, sử dụng điện cực tan thì điện xỉ, sau đó qua gia công biến dạng rèn cán để tăng cái cơ tính của thép qua quá trình xử lý nhiệt và chế tạo ra phôi thép. Thì trong quá trình sản xuất như thế thì ở các trạm sẽ được kiểm tra rất là ngặt nghèo. Đối với súng tiểu liên AKM, súng đại liên PKMS, nòng súng là phần hợp thành của súng và là bộ phận chính của súng. Nòng súng có tác dụng chính là nơi thực hiện quá trình cháy và sinh công của thuốc phóng, tạo cho đầu đạn có tốc độ chuyển động lúc rời miệng nòng, định hướng chuyển động cho đầu đạn đến mục tiêu, tạo tốc độ quay quanh trục dọc cần thiết cho đầu đạn ổn định bay trên quỹ đạo. Khi bắn, nòng súng phải làm việc trong những điều kiện rất khắc nghiệt. Áp suất khí thuốc rất lớn, từ 3.000 đến 4.300 kg trên 1 cm vuông. Ở nhiệt độ cao, 2.500 đến 3.000 độ C. Ma sát của đầu đạn khi chuyển động, xói mòn cơ học và ăn mòn hóa học. Các lực tác dụng khi bắn và các lực ngẫu nhiên trong quá trình sử dụng. Do vậy, các yêu cầu chính đặt ra đối với nòng súng là phải có độ bền cao, không được biến dạng dư, bị vỡ trong quá trình bắn, có độ cứng cần thiết, đảm bảo độ bắn trụ tốt, có tuổi thọ lớn, tháo lắp bảo quản dễ dàng và nhanh chóng, và có giá thành hợp lý. Do điều kiện làm việc của nòng súng khắc nghiệt, yêu cầu làm việc của nòng súng cao, nên việc chọn vật liệu làm nòng súng là một nhiệm vụ phức tạp, phải có sự phân tích toàn diện tham số của khẩu súng. Đối với việc chế tạo cái vật liệu thép làm nòng súng thì trong quá trình chế tạo sản phẩm là cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cái chế tạo. Đầu tiên là về cái theo cái định hướng là chế tạo cái sản phẩm nòng súng tiểu liên AKM và nòng súng đại liên PKMS là theo cái sử dụng các nguyên vật liệu ở trong nước. Thế thì nhóm đề tài đã tổ chức nghiên cứu thiết kế, tổ chức nghiên cứu các cái tài liệu cũng như khảo sát vật liệu mẫu để xác định ra được cái các cái quy trình xây dựng, các cái quy trình, các cái tiến trình chế tạo sản phẩm. Thế thì các cái khó khăn gặp phải là cái tài liệu mà để chế tạo ra thép làm vũ khí nó cũng không phổ biến và nó cũng là cái bí mật của các nước cũng như là bí mật của mỗi hãng. Do vậy việc nghiên cứu tài liệu, tìm kiếm tài liệu đọc cũng là một điều khó khăn. Với mục tiêu của đề tài, làm chủ công nghệ chế tạo phôi thép hợp kim để chế tạo nòng súng tiểu liên AKM và nòng súng đại liên PKMS. Đề tài đã kết hợp giữa nghiên cứu các tài liệu trong và ngoài nước về các loại thép hợp kim làm nòng súng với kết quả khảo sát dây chuyền công nghệ của các nhà máy và khảo sát mẫu vật liệu chế tạo nòng súng tiểu liên AKM và súng đại liên PKMS. Từ đó, xây dựng bộ tài liệu kỹ thuật các phôi nòng, xây dựng công nghệ chế tạo phôi, các tài liệu công nghệ, chế thử sản phẩm, kiểm tra thử nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm. Trong đó, vật tư chính sử dụng đều thông dụng và phổ biến ở trong nước như thép để nấu luyện là thép carbon không hợp kim và các loại ferro, ferrosilic, ferromangan, ferrochrome, ferromanadi, molybden, nickel phổ biến trên thị trường. Quá trình chế tạo sản phẩm được thực hiện như sau. Nấu tinh luyện thép nguyên liệu sạch, tinh luyện thép trong lò cảm ứng plasma, tinh luyện đúc điện xỉ trên hệ thống lò điện xỉ, gia công biến dạng, rèn cán phôi, xử lý nhiệt phôi sau gia công biến dạng, gia công phôi, gia công chế tạo nòng súng từ phôi của đề tài trên dây chuyền thiết bị chế tạo nòng súng tiểu liên AKM và súng đại liên PKMS. Đây là công đoạn tinh luyện thép trong lò cảm ứng plasma. Nó được thực hiện sau khi trải qua các bước chế biến nguyên vật liệu đầu vào và luyện thép sơ bộ. Tại sao bắt buộc phải đưa qua cái công nghệ plasma? Bởi vì là Plasma nó thứ nhất là nó có tác dụng là nó tạo ra một cái dòng nhiệt rất lớn để làm cho cái hệ xỉ nó được chảy loãng, và thứ nhất là người ta tinh luyện, người ta dùng tinh luyện một hệ xỉ để người ta khử sâu thêm cái tạp chất lưu huỳnh và oxy và chủ yếu là lưu huỳnh đấy, và nhờ cái hệ xỉ đấy. Thế và họ qua cái plasma thì được một số cái tạp chất phi kim lẫn ở trong thép thì được nhờ cái xoáy cuộn của cái dòng từ tính và nó nổi lên và được giữ lại ở xỉ. Thế và một cái đặc tính quý báu nữa là nhờ cái người ta gọi là nhờ cái phản ứng điện hóa thì nó làm cho các cái thể khí ở trong nó được ion hóa và được nổi lên. Ba cái tác dụng lớn như vậy mà tại sao mà thép sản xuất vũ khí thì có nhiều cái phương pháp, nhưng đối với Việt Nam hiện tại và một số nước phát triển thế giới thì bắt buộc phải đi qua và tinh luyện qua cái công nghệ plasma là như vậy. Còn với công đoạn này, thép sau khi được tinh luyện đúc điện xỉ trên hệ thống lò điện xỉ sẽ chuyển sang gia công chế biến dạng rèn cán phôi. Mỗi công đoạn đều được tính toán nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo sản phẩm ra lò đáp ứng cho các công đoạn kế tiếp. Chúng tôi là làm cái công đoạn là nung phôi, rèn phôi và cán phôi để phục vụ cho nòng súng AKM, PKM là ba cái công đoạn cũng rất quan trọng trong cái quá trình gia công nòng súng. Thì giai đoạn nung phôi là đảm bảo nhiệt độ nung và nhiệt độ rèn là phải tuân thủ nhiệt độ thì để đảm bảo cái chất lượng của thép không bị nứt rỗ, không bị vỡ, không bị để cho cơ tính thép của nó tốt. Rồi là đến nguyên công của cán kéo thì là nó sẽ ép thép vào, là hạt tinh thể nó sẽ bền chắc hơn và cơ tính của nó sẽ tốt hơn để đảm bảo cho các công đoạn kỹ thuật của các khâu sau, nhiệt luyện những là gia công ở sau này. Để tạo ra một sản phẩm cuối cùng, đề tài này đã được thực hiện với sự phối hợp của nhiều đơn vị như Viện Công nghệ, nhà máy Z111 thuộc Tổng cục Công Quốc phòng, xí nghiệp Z45 thuộc Tổng cục Kỹ thuật. Trong đó, các thiết bị sử dụng trong chế tạo và kiểm tra chất lượng sản phẩm đều thực hiện tại đơn vị chủ trì là nhà máy Z127. Trong quá trình chế tạo, trong quá trình thực hiện đề tài thì một trong các khó khăn đó là cái việc mà công nghệ chế tạo nó qua nhiều chặng và nhiều bước và sử dụng nhiều các loại thiết bị, thì các cái thiết bị được trang bị ở trong nhà máy quân đội thì cũng có các cái thiết bị thì cũng đã sử dụng lâu, và chúng tôi cũng đã phải có các cái giải pháp để khắc phục, thay đổi về sửa chữa các cái thiết bị để cho nó đảm bảo về cái theo cái yêu cầu kỹ thuật của cái sản phẩm yêu cầu. Ví dụ như là ở các cái công nghệ mà rèn, công nghệ cán hoặc là các công nghệ nhiệt luyện, thời gian nó kéo dài hoặc là các chế độ làm việc nó cũng khắc nghiệt, thì chúng tôi cũng đã phải có các cái biện pháp để chúng tôi khắc phục nó, chúng tôi mới có thể giải quyết được cái việc mà chế tạo ra cái phôi thép mà nó đạt cái yêu cầu. Vượt qua những khó khăn, nhóm nghiên cứu đã chế tạo thành công phôi nòng súng, gia công chế tạo hoàn chỉnh nòng súng, chế tạo và tổng lắp súng tiểu liên AKM, súng đại liên PKMS, chế tạo các dụng cụ, trang bị công nghệ, dưỡng kiểm chế tạo sản phẩm. Hình thành được bộ tài liệu kỹ thuật phôi nòng súng tiểu liên AKM, súng đại liên PKMS, đạt tiêu chuẩn quân sự cho vật liệu làm phôi nòng và phương pháp kiểm tra phôi nòng. Đồng thời, hình thành được bộ quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm, bản vẽ đồ gá, trang bị công nghệ đúc, rèn, cán và nhiệt luyện phôi, các biên bản đo lường, thử nghiệm sản phẩm. Về giải pháp kỹ thuật quan trọng nhất đối với thép làm nòng thì trong tổng thể các cái tiến trình chế tạo thép làm sản phẩm thì các cái tiến trình, các cái quá trình nó đều được đánh giá là đều quan trọng, vì cái quá trình trước đạt được thì quá trình sau mới có thể tiến hành. Nó bắt đầu từ cái đầu bài đặt ra, đấy là sử dụng các vật liệu trong nước, đấy là điều quan trọng, từ thép CT, từ thép, từ các cái ferro mà chúng tôi đưa cái thép đó trở thành thép sạch. Sau đó thì qua các gia công, qua các quá trình tinh luyện, qua các gia công biến dạng và đưa thép trở thành thép nó có đủ độ bền, đủ đảm bảo về cơ lý tính trong cái chế tạo sản xuất nòng súng đạt yêu cầu. Qua khảo sát, phân tích và thử nghiệm, sản phẩm phôi nòng súng đạt các yêu cầu kỹ thuật về hình dạng, kích thước, thành phần hóa học, cơ tính phôi sau nhiệt luyện, tổ chức vĩ mô và tạp chất phi kim. Nòng súng tiểu liên AKM, súng đại liên PKMS qua kiểm tra tĩnh và bắn thử nghiệm theo phương án. Kiểm tra sau bắn cao áp, bắn xác định tuổi thọ, nòng súng đều đạt yêu cầu. Đề tài đã sử dụng kết hợp các công nghệ tiên tiến nhất với các thiết bị hiện có và một số thiết bị được đầu tư thêm để nghiên cứu chế tạo thép làm phôi nòng súng tiểu liên AKM, nòng súng đại liên PKMS, như công nghệ nấu luyện khử tạp chất, công nghệ tinh luyện plasma, công nghệ điện xỉ, công nghệ rèn cán, công nghệ nhiệt luyện, vân vân. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã có giá trị ứng dụng thực tế cao, đã làm chủ công nghệ chế tạo thép làm nòng súng đối với các loại súng được trang bị phổ thông trong quân đội. Cái tính mới nhất của đề tài chúng tôi giải quyết được đấy là chưa có đơn vị nào ở trong quân đội cũng như ở ngoài kinh tế mà chế tạo được ra cái mác thép, mác vật liệu mà để làm được cái nòng súng để và được kiểm tra theo đúng cái quy trình kiểm tra nòng súng mà đạt yêu cầu, thì chúng tôi đã làm ra được cái sản phẩm nòng súng, nó được thử nghiệm và nó được đánh giá thử nghiệm qua các cái bắn cao áp và qua bắn bền. Đấy là những cái chỉ tiêu chính mà nó đạt được. Kết quả của đề tài nó chứng tỏ rằng thứ nhất là cái định hướng của nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về công nghiệp phòng, và đặc biệt là các nội dung cụ thể của đề án của ban chủ nhiệm chương trình KC NQ06 là hoàn toàn đúng đắn, tức là coi vật liệu là một trong những lĩnh vực ưu tiên để phát triển công nghiệp quốc phòng. Cái thứ hai, về mặt khoa học, nó chứng tỏ là đội ngũ các nhà khoa học của công nghiệp quốc phòng cũng như các đội ngũ các kỹ thuật ở các cơ sở sản xuất hoàn toàn có đủ khả năng để làm chủ được trong cái công nghệ sản xuất thép, đặc biệt cho chế tạo vũ khí. Thứ ba là kinh tế xã hội, thì nó nâng cao năng lực sản xuất cũng như là thiết kế và quản lý sản xuất cũng như quản lý chất lượng của cán bộ công nhân viên cũng như là đội ngũ công nhân kỹ thuật của nhà máy Z127. Việc ứng dụng và kết hợp được các công nghệ, thiết bị tiên tiến, làm chủ công nghệ chế tạo phôi thép hợp kim, chế tạo nòng súng tiểu liên AKM và nòng súng đại liên PKMS, chủ động được nguồn thép cho sản xuất vũ khí, giảm sự phụ thuộc vào nguồn thép nhập khẩu từ nước ngoài, nâng cao trình độ năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ công nhân viên, ứng dụng vào nghiên cứu chế tạo vật liệu để chế tạo các loại vũ khí khác có yêu cầu tương đương. Đặc biệt là đã sử dụng các công nghệ không làm ảnh hưởng đến môi trường. Đó chính là những ưu điểm từ việc chúng ta đã chủ động trong chế tạo thép làm nòng súng tiểu liên và đại liên của nhà máy Z127, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.